Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thuốc Nam Nguyễn Thi. Hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ video bổ ích nào. Cái nấm ngọc cầu còn gọi là nấm tỏa dương, rồi hoặc là còn gọi là cây cu chó hay là cây gió đất. Đây là một loại nấm mà nó mọc ở thường ở núi cao, và một năm thì thường thu hái chỉ một tháng trong đầu năm. Và tên khoa học của nó là Balanophora lanciflora. Và cái nấm này thì đối với người dao đỏ thì rất quý giá. Người ta sau đẻ đấy thì có thể đun nước cái nấm ngọc cầu này để mà uống, và sau đó thì người ta có thể đi làm rẫy ngay. Hoặc là đối với nam giới thì uống cây này thì không những tăng cao sức khỏe và nâng cao khả năng tình dục về tần suất cũng như là thời gian quan hệ. Và do vậy, tên có một cái tên hơi đặc biệt một tí. Đấy là cái cây gọi là cây tan nát cửa nhà. Thế thì chúng ta thấy là không những chỉ ở nước ta, mà một số nước ở phương Đông của chúng ta hoặc là ở châu Á như là Ấn Độ này, Trung Quốc này, Nepal này thì đều dùng loại cây này để có tác dụng kích thích sự ham muốn, để tăng cao cái khả năng quan hệ tình dục. Và dưới ánh sáng khoa học thì chúng ta thấy là nấm ngọc cầu thì có nhiều hoạt chất khá tốt. Đặc biệt ấy, thì trong đấy nó có một hoạt chất gọi là L-arginine. Từ L-arginine thì nó có thể sản sinh ra nitro oxit. Và đây là một hoạt chất quan trọng trong cơ chế cương dương của đàn ông, để cải thiện tất cả những trường hợp mà chúng ta thấy là rối loạn cương dương, khả năng cương cứng kém, khả năng mà duy trì sinh hoạt nó bị ít hơn. Và nhờ nó thì nhiều đôi vợ chồng chúng ta có thể có cải thiện được khả năng tình dục, tăng cao cái chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Và như vậy, đặc biệt hơn nữa thì với nấm ngọc cầu thì chúng ta thấy là nó còn cải thiện về chất lượng, về số lượng cũng như là chất lượng tinh trùng. Thì đây chúng tôi cho rằng là một cây khá độc đáo mà ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt là các dân tộc phía Bắc, vùng Yên Bái thì đã sử dụng khá rộng rãi và khá lâu dài. Trước đây có một nghiên cứu của Viện Y học Bản địa Việt Nam, viện này hiện nay ở Thái Nguyên đấy, năm 2014, thì cho chúng ta thấy các cái hoạt chất mà có chứa trong ngọc cầu thì có thể nâng cao sức khỏe toàn thân, và thông qua đó thì cũng tăng cao tuổi thọ và giúp cho cái sức khỏe tình dục, nhất là sức khỏe tình dục của nam giới được rõ rệt. Ở nước ngoài, một số tác giả của Trung Quốc thì đã nghiên cứu rất rõ cái khả năng tăng cái khả năng bơi của tinh trùng. Và chúng ta biết rằng là tinh trùng có thể bơi theo nhiều cách khác nhau, nhưng trong đấy có những cái dạng bơi thẳng, bơi vòng cung, nhưng đặc biệt số lượng tinh trùng mà bơi rích sắc, đấy là những con tinh trùng năng động. Thì sau khi mà dùng ngọc cầu thời gian dài thì chúng ta thấy là cải thiện được cái số lượng tinh trùng mà bơi rích sắc, và nhờ vậy thì cũng tăng thêm cái khả năng để sinh sản được tốt hơn. Và những nghiên cứu đó thì cũng cho thấy là sau khi dùng nấm ngọc cầu thì chúng ta thấy là một cái testosterone hết sức quan trọng, một cái nội tiết hết sức quan trọng, đấy là testosterone, thì cũng được tăng lên rõ rệt sau khi chúng ta dùng 2-3 tháng. Loại thứ hai là chúng ta thấy đấy gọi là sâm cau, và hay gọi là tiên mao, tức là tiên mao nghĩa là râu của tiên đấy. Đây là một loại dược liệu mà nó mọc trên núi cao, đấy là có nhiều cái độ ẩm, và cây thì mọc lâu năm, nhưng mà để có những cái rễ, những cái củ của nó đấy, ta gọi là cái thân củ của nó, thì thường là cây lâu năm, và chúng ta khai thác thì chủ yếu vào mùa thu, khi đó hoạt chất là được cô đọng nhiều nhất. Tên khoa học của cây này là Cuculigo oxyvidae.
Và trong cái loại cây này thì chúng ta có rất nhiều các cái chất khác nhau, nhưng mà có thể đấy ta gọi là trong nhóm glucoside hoặc là nhóm flavonoid. Thế thì về dân gian thì với tiên mao hay là gọi là cây sâm cao ấy, thì chúng ta chủ yếu là tăng cao sức khỏe và tăng cao sức khỏe. Và khi được dùng nước uống sâm cao thì người ta thấy lao động dẻo dai hơn, và về quan hệ nam nữ thì cũng được kéo dài thời gian hơn. Đấy là sức khỏe chung. Nhưng mà dưới ánh sáng khoa học thì chúng ta thấy là sâm cau nó ta gọi là một cái mà quan hệ nam nữ thì nó đạt cái mục tiêu gọi là kéo dài hay là gọi là long tham đấy, thì sâm cau là giúp cho chúng ta khả năng cương dương, để giúp cho quan hệ và làm chậm xuất tinh. Đấy là một trong những cái chỉ tiêu mà người ta cho là quan trọng. Và nhiều người đã cho rằng là sâm cau là Viagra của Việt Nam. Và những tác giả nước ngoài thì có Harris Singh năm 2010 thì cho thấy là cây sâm cau, uống sâm cau đấy dưới cái dạng chế phẩm thông thường thì chúng ta cũng đã thấy là tăng khả năng ham muốn. Và các cái nghiên cứu thử nghiệm trên động vật thí nghiệm ấy thì người ta thấy là cái khả năng và cái độ ham muốn của động vật thí nghiệm tăng hơn nhiều, và cái tần suất quan hệ của những cái động vật đó cũng được tăng lên rất nhiều. Như vậy thì đấy là một trong những cái chỉ tiêu mà chúng ta thấy cần thiết là để giúp cho cái sinh lý của nam nó được cải thiện và nâng cao hơn. Đặc biệt ấy là ở Ấn Độ, người ta dùng cái sâm cau này để thử nghiệm trên 50 đôi vợ chồng hiếm muộn cũng đã lâu không có con rồi. Thì sau 3 tháng 50 đôi vợ chồng này dùng ấy, thì cái đặc biệt là chỉ có 3 tháng sau dùng thì đã có 15 đôi vợ chồng đã đạt kết quả, tức là đã có thai và sau đó có con khỏe mạnh. Tương tự như vậy, tác giả Bùi Thị Minh Dương của Việt Nam năm 2006 và tác giả Phan Quốc Kinh thì cũng cho những cái kết quả tương tự, tức là đây là một cái loại dược liệu mà rất có ích. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.